Chào quý vị, hôm nay mình đi thăm giá nha. Giá bữa mình làm á, bữa anh Nhân bữa xào cánh gà phải. Còn mình để ở đây nè, để đây là bên đây là cái tủ lạnh bên đây, nó để góc bên đây. Từ hôm bây giờ để thăm ra cho nó làm sao nha. Ok, một hai ba. Hơi nước nữa. Cái gì á? Bữa mình để cái khăn lên, nhưng mà mình nghĩ sau đó mình nghĩ lại á, nên để cái khăn ở dưới rồi mới để cái dĩa lên giày, tại khăn nó ướt ẩm. Sao thấy thấp quá à? Nghi ngờ quá. Ủa, khăn khô rồi, hết nước rồi. Không đủ nước quý vị ơi. Cái nắp kim này nó không giữ nước nhiều. Cũng có cọng giá mập mập à. Dưới nè. Hình như nó bị khô nước, nó không đủ nước. Mà cọng nào cọng nấy cũng mập lắm. Cái khăn này, nó nắp kim này nó khô rồi. Bây giờ mình chưa ăn được, cái này ăn cũng được nhưng mà nhỏ quá, không ngon. Để mình kiểm tra coi nó có bị ốm bị gì không. Sofa so good, nó không có bị ốm, nhưng mà vấn đề là nó thiếu, hơi thiếu nước một tí. Bây giờ dậy cái gì? Mình không có nhúng khăn nữa. Này thau nước nè, mình chế nó vô. Chế miếng nữa. Mình cũng không biết đó, tại để này nó sát cái tủ lạnh này, tủ lạnh thì nó chắc nó ra hít nóng, không biết là mất hơi nước không biết. Nhưng mà này nó không đủ nước. Nó bây giờ mình đậy nó đây. Mình cho nó thấm ngậm miếng nước cái đã. Để đại khăn này đâu lên luôn đi cho nó thấm luôn. Chừng vài phút sau mình chắc bỏ nước á. Nhưng mà khi chế vậy á, khoảng tối nay hoặc là sáng mai là chắc là giá ăn được rồi. Trong lúc đó mình đợi chút cho nó ngầm nước chút đi. Mình nói có để mình nói về cái vấn đề bữa mình làm dưa chua ăn bánh mì á, mình chỉ dẫn thiếu, để mình bấm. Khúc này mình dùng giấm Mỹ. Mình chế khoảng nửa chén giấm Mỹ à, nhớ bữa đó mình chế khoảng nửa chén giấm Mỹ pha với nước thêm. Tại vì cái giấm Mỹ đó mình dùng nó loại giấm thường, nó chua dữ lắm, nó chua thấu xương luôn á. Mình bát là mình nấu nấu sôi lên, cái mình để nguội nguội rồi mình chế vô trong cái dưa chua mà dưa cải củ cải cà rốt này mình sắt mình để ráo trong tủ lạnh, rồi mình lấy ra mình bỏ vô đó mình ngâm. Mình ngâm rồi xong rồi xà, mình nhớ là trộn, nhớ nếu mà ít quá thì trộn chơi cho nó đều. Tới ngày sáng hôm sau thì mình mới vớt ra, mình trộn với đường mình ăn bánh mì. Đó là mình ăn, tại vì mình muốn sáng ngày hôm sau mình ăn.
mình làm mình trò mình ngâm mình để ở bên ngoài ở trong nhà bếp nhưng mà ở bên ngoài không có để trong tủ lạnh đó, mình ngâm ăn. Còn nếu mà quý vị nào mà chưa ăn liền á thì cứ ngâm vậy để trong tủ lạnh, nó chua chậm, nó chua chậm thì chừng nào ăn lấy ra trộn đường thôi, thì khỏi sợ gì. Tại vì bụng mình thì quen rồi, bụng cũng có lớn lên bên Việt Nam cho nên nó quen cái đó. Có với hai nữa mình không sợ di trùng lớn di trùng nhỏ đó, cho nên mình để ngoài. Cho đối với mấy những nhà mà gia đình mà có người làm cho nhà hàng khách sạn của Mỹ đó, hay của Nhật, nhà Nhật đồ đó, thì nói chung là nhà hàng khách sạn đồ là họ rất là kỹ, đồ ăn không có để bên ngoài cho nên để trong tủ lạnh. Đó là tùy theo quý vị, nếu quý vị thích để tủ lạnh thì cứ việc để, nhưng mà nó chua, nó thấm cái chua nó chậm hơn là mình để ở bên ngoài. Bên ngoài đó là trường hợp mình ăn gấp, còn nếu mà gấp nữa thì pha cái giấm đó hơi mạnh, nặng tay chút, tức là hơi chua một chút thì thấm, nó thấm mau. Mà khi vớt ra nhớ ấy cho nó kỹ, nó ráo nước giấm đó thì mình đỡ ăn chua nhiều hơn. Nói cho cũng tùy theo quý vị, nếu mà gia đình mà có quen ăn vậy ở ngoài thì không có vấn đề gì. Còn nếu mà gia đình mà có con nít mà nếu mà ăn nó không quen á, thì quý vị để trong tủ lạnh rồi nó chua từ từ rồi mới vớt ra lấy trộn đường ăn. Tại thường thường cái giấm nó không có lên chua nữa là tại vì mình bắt mình nấu sôi lên rồi. Còn nếu mà đổ giấm từ trong bình vô á, thì nó có thể là nó có thêm gặp đường, nó tăng thêm được, tăng lên cái chua nó lên á. Trộn đường vậy thôi rồi mình ăn với bánh mì. Cái này trong này mình thiếu một cái nữa quý vị, khi có làm á thì tỏi á, sắc tỏi mỏng á, bỏ vô trộn trộn trong đó ăn đặng nó không bị lạnh bụng và nó có thơm nữa, thơm mùi tỏi, và nó cũng không, nó khử được nhiều thứ. Nói chung là vậy, tỏi của tỏi á, mình lọc xong mình sắc nhuyễn, mình sắc mỏng mỏng mình đổ vô mình trộn. Ok, đó là mấy điều mà mình nói, mình muốn nhắc với quý vị về cái vấn đề là dưa chua ăn bánh mì. Kiểu này kiểu hồi xưa mình biết ở bên Việt Nam thường thường hay bán bánh mì kiểu này. Mình cũng có mới mua mấy cái củ cải với cà rốt kìa để mình làm cái kiểu ngày nay. Nói chứ cái kiểu ngày nay thì mình không có học ở đâu hết, mình ăn thì thấy nó vậy rồi. Có lần tình cờ làm nó ăn giòn giòn ngon ngon rồi, nhưng mà lâu quá cũng không nhớ rõ lắm, để nhớ từ từ rồi làm lại cho quý vị xem. Ok, bây giờ để qua cái vấn đề giá. Bây giờ nãy giờ mình nói chuyện giờ nó cũng thấm rồi á, thôi để mình đi đổ cái nước này ra. Mình ginh cái mâm này lên, chắc cái nước ra thôi. Cái này mà quý vị không có cái tray này, không có cái miếng cái dĩa này giống như của mình á, có cái rổ á mà nó nhỏ nhỏ hơn cái nồi này, là dùng cái rổ á. Nước trong này nè.
đứng đây đi. Đi qua mình đổ á. Này mình dắt ráo à. Tại vì cái đó để mình để cả ráo vết máy nó cũng còn nước. Cho nên cái này á, dưới này càng khô thì hồi nó nước nó cũng xuống đây à. Rồi. Giờ nó cũng ráo ở trên nước rồi nè. Mình để vô đây. Vậy chứ khoảng tối tối này sáng mai là ăn được, lấy ra được rồi. Đó là trường hợp nếu mà cái napkin của quý vị nó không có giữ nước được, nó không giữ nước nhiều như loại này à. Với hai nữa mình trải có một miếng à đó. Nó không có giữ nước được nhiều thì phải thấy chưa đủ lên nó khô thì mình chế qua nước ngâm nó một lần. Ok, để mình đậy đây. Rồi ngày mai tiếp tục. Ngày mai mở ra cho quý vị xem. Đè cái dĩ này lên đặng cho nó mập rộng giá chút. Nè, cũng có lọt là đường cộng nó đủ nước đó, nó mập nè. Bây giờ nó mập dữ luôn. Dữ tận à. Thôi cho nó nằm đây đi, ngày mai lấy ra luôn. Nhét nó hốc cạt đây. Rồi để đây tiếp. Đẩy nắp đậy lên để góc đó tiếp, ngay góc hồng của tủ lạnh này. Đó là mình để bên ngoài. Cái đèn nhà bếp mình đây nó hơi sáng, có không biết có phải lý do đó hay không cũng không biết. Nhưng mà đó là một cái tip, một cái ý, một cái góp ý để quý vị nếu mà trường hợp giá mình làm không tới mà nó chưa chịu lên thì mình làm như vậy đó. Ok, hẹn gặp quý vị ngày mai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.